Thì bây giờ một ngày mới nữa, Dân Tính Thầy Quy xin chúc cho các bạn nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Thì hôm nay mấy anh em mình chạy ở xéo nước, mình với Thịnh Bò chạy ở đây, còn anh Liêm lại đằng kia chạy 6 công rồi. Chạy đây chắc cỡ 2-3 ngày nữa là hết đồng luôn nha các bạn. Cũng còn đồng lấy gai đó, nhưng mà chét rồi đó, nhưng mà đi tới lui khó quá các bạn ơi. Dầu rồi bây giờ, thậm chí dầu đây mà kêu chuyển mình mua đó mà người ta chuyển còn không được nữa. Dầu giờ khó hiếm lắm nghe Thịnh ơi, kỹ kỹ lên ơi, giọt nó cũng như giọt máu vậy. Mà đưa mặt mày ra chục con vịt, mà hai con cò, hai con vịt giống, vậy là một thằng hưởng 4 con vợ. Cha, hai con vịt này còn hơn là vua vua ngày xưa nữa. Ngên 4 vợ ấy. rồi đó đó đó, thấy không các bạn, nó chấm dầu đổ ở ngoài luôn kìa, nó phung khí lắm, mà nó hút máu mà nó phung khí, cái gì nó cũng có chứ. Bạn ơi, đang chạy bị Thịnh cán cái quá tay các bạn ơi, bị đứt 3 con dây cua go, còn có cọng ngọt làm cái éo cái Thịnh nó cán luôn rồi. Mẹ hồi nãy cái bà đó tao bỏ ra tao đái chưa rồi gửi ra con Thịnh da nóng vậy, vậy nó chạy gì nghe các bạn, đang chạy nó giăng ra mắt mẹ hết cọng rồi. Rồi nó bay, ôi nó banh, nó văng nó tiêu rồi, biên Thịnh cán cái binh vậy, vô mô lưng. Chứ nó chết mẹ à các bạn. Cái này mà phải không có cái trượt này nó cản, nó dám chạy lên đầu mình luôn. Vậy mà hả, nó cái cán trượt. Tại vì nó bị văng dây người ta ngừng. Thôi. Chứ không phải đang hai thằng đang chạy tốc độ. Gửi ra đi. Đúng rồi, gửi ra. Má cậu trời trời. Đâu? Hồi lòi lên nè. Hồi còn lòi đó. Nãy giờ bắt được mấy con rồi? Con một, còn cái đầu đây, chân cái chủng đó là con cá lóc cá. Hồi đó mình chạy rồi chưa? Giờ xéo đước nãy giờ chạy được 2 miếng nha các bạn. Rồi. Thì xéo đước là nằm dính diễn A chứ dính diễn A là nằm chính giữa. Gì vậy? Giống gỡ. Rồi. Trời ơi, trời, giống cứu nội. Thịnh chạy đi Thịnh. Cho chú hút mớ máu rồi. Không trời, máu yếu quá. Chạy trời nắng nắng á, nó muốn hút máu mình với bộ ngừng lại, nó kiểm tra răng, kiểm tra tùm lum thứ vậy. Mới vậy qua nó gớt cái bươi luôn, banh luôn rồi. Có anh kiếm mà biết kiếm ở đâu không, mấy cái đầu giạc á, anh đứng ở cái đầu giạc á, chứ đường trường này ít lắm.
Xích ra ông nội ơi. Sáng hồi gãy cái chuột giờ nè. Vậy đỡ cho bỏ kiếm chuyện sửa nó vậy. Thấy không các bạn? Cái đường hút máu nữa đó. Không vụt cái bô cũng chặn ra rồi chặn cái vô nữa. Coi cách nước nè, gỡ mẹ cách nước nè rồi hồi gáp lại. Gỡ đầu máy xuống. Lại cắt ông dây chú ra Thịnh. Cánh đồng này phải chạy hết luôn, chạy hết mẹ đây rồi. Đừng có phá không ơi. Anh Chính. Anh Chính. Cắt ông dây đó luôn đi anh Chính. Dạ, nó xiết cứ ngắt luôn rồi kìa. Đó, tăng đô nè, luôn. Mày, mày, mày. Trời ơi, lắm. Bạn ơi, bữa nay qua đây xui quá các bạn ơi. Đủ thứ chuyện trên đời hết trơn rồi nè. Bấm cây rút ra cái Thịnh. Bấm cốp này chú rút ra cái cây. Nè bấm coi. Nghe các bạn. Vô đất cây đất thứ dữ không à. Rồi. Chém một cái một đứt ngọt sớt luôn à. Còn nguyên cái cây láp nữa. Đứt ngang luôn kìa. Đó. Chém cây cái quá chứ tịch luôn nguyên gốc cây. Cây bạch đằng. Vô giặt này cây không luôn. Thua. Thua thua chứ cũng phải chạy chứ có bỏ được đâu. Ôi cây đung đung gãy luôn rồi nè. Mày phải thăm anh Biện Chiến nè. Đó, mình gáp cho vô. Rồi mày cái gì nữa là Thịnh. Cũng chém cây nữa nè. Nó chạy mấy mấy vòng chém cây quá nó nhảy lên bờ nó gỡ sên ra luôn rồi nè. Trời ơi trời đất gì mà cây. Nó lạnh luôn. Cái gì? Chém là giục mà kem luôn, ghi ốc ác vậy đó, lỏng hết trơn. Gãy ốc luôn. Dạ. Tới luôn. Sao nó không nghe lỗ rồi? Gì? Vô đất cây cái thằng nói lên bờ ngồi nghinh không à, nghinh mặt kìa. Này nghinh đó nè. Đất gì mà thả giặt mũi nó cắn thì thôi đừng nói tới. Mũi đâu trong gà nó bay ra. Đất luôn rồi. Không sáo. Thôi bây giờ mình sẽ dặn tiếp thịt nghe các bạn. Các bạn ơi. Hy vọng vào cái máy này ai ngờ ông nội này cũng chém gốc cây đứt sên nữa nè. Thì ba máy rồi nay là chém cây banh sên trơn luôn. Mình thì bị gãy cốt dân bờ. Vô ngay cây đất này dữ rồi. Mình chém cây mà tắt máy luôn thì còn gì của. Anh cho biết là có anh bị sao.
giới thiệu rõ cho các bạn biết đây. Vượt con ốc thôi. Vượt cây ốc. Nhầm mẻ gì. Vượt ốc gì? Vượt ốc tăng đưa sên. Ờ, vượt cái tăng đưa hả, chứ không phải đứt sên hả? Dễ gì đứt sên, tao sên nhật. Thấy gửi ra tưởng đâu đứt sên nữa chứ. Còn tôi bị gãy cái cốt viên bờ. Chém vô cây quá thịt. Gì? Dậu gì? Làm gì? Thắt dầu rồi chú. Giờ lấy dầu cũng khó, bắt chạy chẹt đi ra lấy thôi. Bye bye nha thịnh bò. Bye. Ở đó thay sên rồi đi. Đang dậy chẹt lại thôi. Mưa sáng giờ luôn các bạn ơi. Hết cây rồi tới lúng, hết lúng rồi tới cây. Các bạn ơi, chê rồi. Dẻo nhẹo luôn. Ra tới khúc này máy anh đêm đang chạy thì hết rồi. Mà chạy khúc trong đây là nó sâu rồi. Nghe lỗ máy cắt nó lúng cái gì á. Trời chỉ mưa quá các bạn ơi. Có lỗ ở đây nè, còn mấy kia đâu có lúng đâu, nó có lằn nè. Thank you.
Tại vì mình bị lún hồi nãy mình chạy qua rồi nó phá cái chân rồi nha các bạn. Cho nên Thịnh chạy qua nữa là không có bị lún. Mình phá đó, cái bạn đó. Máy tháo biển xuống lại là phải cỡ này. Thấy không, nó lúc nữa 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 bắn không vậy đó. Mà mấy cái đường này nãy mình thấy chạc mình bị rồi, mình phá rồi chứ rồi. Nãy cái đầu dính ở đây rồi.